Nhưng mà rồi
khi mà nghĩ lại đến các bậc đi trước, giống như là nãy chúng tôi vừa nhắc nhở đó, Hòa Thượng Vinh Hoa, Hòa Thượng Vinh Hòa, Hòa Thượng Thường Vi, từ những cái năm đó quý thầy mà đi học hết là toàn đi xe ba gác không ạ? Quý vị biết xe ba gác không? Xe ba gác hoặc là nhiều lắm là đi xe lăn tới ta, cái xe mà xe lăn thùng á, có thùng cái sao ngồi chở, nếu mà ngồi thông thả thì và không thông thả thì chỉ 6 người thôi, 6 người, nhưng mà Việt Nam mình thì chở 12 người. Và rất là chật chội, thì chở cái xe như vậy rồi chở thêm cái dàn dàn máy giống như cái loa đó ông đặt lên, và cầm cái micro rồi đi đi tới từng vùng, từ ở trên Sài Gòn mà chạy xuống miền Tây, miền Đông, miền Nam gì đó, chạy xuống xong rồi cái bắt cái loa ra, đã cái chiếu để cái bàn, rồi cái bắt đầu mới thông báo người, người trong làng ra. Đôi khi thì xuống ba thầy mà chỉ có hai cụ đi ra còn nghe, thì quý thầy vẫn chấp nhận điều đó và vẫn trình bày Phật pháp cho quý vị đó nghe như vậy. Rồi thì mấy cụ nghe xong thì có thể là cũng nhiều ba cái trứng, hai món rau, quý thầy đem về lại Sài Gòn chẳng hạn. Thì quý vị thấy khi mà nghĩ đến cái việc làm của quý cô và nhắc nhở cho quý vị như vậy để thấy rằng là thật sự chúng ta cũng có những cái phúc duyên rất là lớn so với ông bà cha mẹ của mình ngày xưa ở các vùng như vậy. Thì muốn học Phật pháp nó cũng không có dễ, bây giờ thì rất là dễ dàng, bật máy lên là nghe thì nó đủ hết trơn á, muốn nghe thầy nào cũng nghe được, muốn nghe pháp nào cũng nghe được, thậm chí là có thể mình bật một hơi 4-5 thầy, từ 4-5 cái máy mình nghe một lượt lên cũng được, không sao. Mà không dụng công không kiếm tâm thì rất là uổng ha. Dạ. Thì chúng tôi xin gợi nhớ như vậy chút xíu thôi, tức là nhớ công lao của các bậc đi trước đã từng làm những công việc như vậy, và nhớ về Hòa Thượng Quan, một người cũng là lãnh đạo tinh thần rất là có quan trọng. Sau khi mà chúng ta khởi tâm có cái dụng tâm đúng đắn thì tới cái công phu, hôm qua thì cái phần công phu chúng tôi chỉ đi trước thôi, bữa nay thì chúng ta đi sâu hơn một chút về cái công phu. Thật sự công phu nó vừa là tu tập trên phương diện trí tuệ mà vừa là tu tập trên phương diện phước báu. Khi nào mà trí tuệ chúng ta chưa có thể phát được thì nó vẫn là tu phước báo thôi. Giống như chúng ta tụng kinh, chúng ta tụng kinh thì trước mắt nó là tu phước báo, tụng kinh như vậy để cho mình được nhẹ nhàng trong cái lời kinh đó, và cho những chúng sanh xung quanh họ nghe được cái lời kinh đó, họ được thức tỉnh thì cái đó hoàn toàn là cái hành động của phước báu.
Nhưng mà tu Phật thì không thể ngừng ở chỗ phước báo này. Ngừng ở phước báo thì không có đủ. Mà tu Phật thì là chúng ta phải tu trí tuệ, đi sâu hơn. Và Đức Phật cũng dạy, người nào tin ta mà không hiểu ta thì kẻ đó đang bị bán ta. Thành ra chúng ta là đại tu Phật thì chúng ta cũng phải cố gắng tụng kinh thì phải hiểu kinh, giống như là các tổ nó tụng kinh giả minh Phật chi lý, tức là cái người tụng kinh thì làm rõ cái lý của kinh. Khi chúng ta tụng một cái bài kinh thì chúng ta cố gắng làm cho những cái điều mà Đức Phật dạy bảo chúng ta trong đó được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Giả sử quý vị tu tịnh độ, tu tịnh độ thì quý vị thường tụng kinh A Di Đà, thường tụng kinh A Di Đà, thì trong đó Đức Phật dạy mình cái gì, biểu mình làm cái gì, biểu mình làm cái gì. Chúng tôi nhấn mạnh là cứ làm được. Trong kinh A Di Đà Đức Phật biểu mình làm cái gì? Một là phát nguyện vãng sanh ha, đó là một. Còn gì nữa, biểu làm cái gì? Tâm Bồ Đề trong kinh A Di Đà không có nói rõ, không có nói rõ. Tin Tây Nhất Lạc ha. Đức Phật nhắc trong đó ba lần cái tin đó, ba lần tin, tin về cảnh giới Cực Lạc, tin về pháp môn tu. Rồi còn gì nữa không? Nguyện là nãy đây nói rồi. Đạo công đức thì cũng có, không có nói nhiều. Phải tán thán Đức Phật nữa, phải không? Đức Phật 6 lần nhắc nhở cái vấn đề tán thán. Ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương dưới, phương trên, đều phải tán thán Đức Phật, vân vân. Thì nói chung á, khi mà mình đọc một kinh, mình tụng kinh thì mình phải nắm, nắm cái phần nào là phần lý, phần nào là phần hành. Cái lý thì mình tư duy để mình hiểu rõ cái nguyên tắc, cái phải nguyên tắc là cái gì, cái logic trong đó, cái pháp, cái sự vận hành của pháp trong đó, và cái phần hành là để chúng ta thực hiện. Bởi vì mình hành mà mình không hiểu cái nội dung phía sau thì mình hành một cách máy móc, nó không có giúp cho cái trí mình phát ra. Mà nếu mà chúng ta chỉ tìm hiểu cái lý đó mà mình không hành thì cái lý đó nó cũng chỉ là lý thuyết, nó chỉ là cái thuyết thôi, nó không có giúp mình chuyển hóa cái tâm thức. Cho nên khi chúng ta tu tập công phu thì hai điều này chúng ta đều phải thực hiện, tức là chúng ta nắm được cái lý thuyết phía sau cái pháp tu đó, rồi chúng ta nắm được cái phương pháp thực hành trong cái pháp tu đó. Quý vị đừng có cố gắng là đừng có thay đổi cái sự hướng dẫn ở trong trong kinh mà Đức Phật dạy. Quý vị tu tịnh độ thì chắc coi tụng Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Thì trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh đó, sau cái 16 pháp báo quán thì Đức Phật cũng nói rất là rõ là nó hãy theo thứ tự như vậy mà tu tập mà quán. Nếu mà không làm như vậy thì kẻ này là đang theo tà quán, theo tà quán chứ không phải là theo cái pháp quán đúng mà Đức Như Lai dạy. Bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ không, bây giờ 16 cái này cái nào nó cũng đâu có giống nhau, mình quán cái nào trước, cái nào gần gũi thì mình cứ làm, chứ còn tự dưng biểu bây giờ đi quán nước rồi là quán cái gì thế này, hay là quán mặt trời lặn, mặt trời lặn đâu có cái gì đâu để mà quán. Nghĩ có mình phải trực tiếp gặp Phật, quán Phật đầu tiên, quán mặt trời lặn làm chi. Thành ra chúng ta bỏ đi một cái căn bản đó,
quán đó, nó mới thật. Chứ còn mà không á, cái quán của mình nó không thật được, mà nó là cái sự tưởng tượng, nó là ảo giác. Thì chúng ta cần trước khi mà bắt đầu công phu thì mình phải hiểu làm sao để mình công phu, làm sao để mình tập, tu. Mà quý vị tu tịnh độ thì bây giờ mình nói tịnh độ thì có ba yếu tố cần phải thực hiện, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín, nguyện và hạnh thì theo thứ tự là trước tiên chúng ta phát niềm tin, rồi chúng ta phát nguyện và chúng ta hành trì, Nhưng mà làm sao phát niềm tin? Làm sao phát niềm tin? Không phải nói tự nhiên cứ tin. Tự nhiên tin thì cũng được, nhưng mà tự nhiên tin này gọi là mê tín. Nó không có gì rõ ràng hết cho nó. Dầu quý vị tin phẩm đi chăng nữa vẫn là mê tín. Mình không biết Đức Phật dạy cái gì đâu, tôi thấy người ta tin Phật tôi tin. Cha mẹ tôi tin Phật nên tôi tin. Đây hoàn toàn là mê tín. Chúng ta cần biết, giống như hôm qua chúng tôi đã trình bày, cái âm đức của Đức Phật như thế nào, cái sự giáo hóa của Đức Phật như thế nào, cái hành trình, hành Phật của Ngài như thế nào. Qua đó chúng ta tìm. Vì sao? Vì chúng ta biết rõ những điều mà Ngài dạy chúng ta là Ngài đã thể hiện qua. Từ trong cái kinh nghiệm thực tế bản thân của Ngài mà Ngài trình bày ra. Chứ không phải Ngài ngồi đó Ngài diễn diễn ra cái gì đó lý thú rồi cái này dạy tôi. Nhất là hiểu như vậy thì bây giờ đối với pháp tịnh độ chúng ta tin làm sao mà tin cực lạc thế giới? Chúng ta không có cái kinh nghiệm về cực lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà mình chưa từng gặp qua, chúng ta không có kinh nghiệm về Đức Phật A Di Đà. Rồi khi mình tin, mình sẽ không tin được nếu mình chỉ kêu hơi hơi. Nhưng mà giống như là bây giờ mình tin cha mẹ mình, không, mình tin cha mẹ mình mà vì cha mẹ mình kể về ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của mình, mặc dù là ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại đã chết trước khi mình sinh ra, nhưng mà vì mình tin cha mẹ mình nên mình chấp nhận những điều mà cha mẹ kể về ông nội bà nội và từ đó mình tìm hiểu thêm là có thể những con còn hình ảnh của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại gì đó mình đã thấy ở trong album vân vân tất cả những cái đó tăng trưởng cái tin của mình. Thì cũng giống như vậy, qua cái niềm tin đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta chấp nhận Đức Phật A Di Đà, chấp nhận cảnh giới cực lạc, rồi ngoài ra thì có những bậc người ta tu trì. Quý vị thấy giống như Trung Hoa đó, vẽ những cái bức tranh về cực lạc thế giới vân vân. Thì những cái bức tranh này từ đâu mà ra? Thật sự thì cái thời mà Ngài Huệ Viễn, Ngài tu lập những cái liên xã và tu Văn Châu Tam Muội như vậy, thì nó xuất hiện những cái linh ảnh về cực lạc thế giới. Thì từ đó Ngài mới khuyến khích những vị hành giả của tịnh độ trong các liên xã vẽ ra những cái mình thấy được, những hình ảnh mà mình thấy được, nhìn hình ảnh về cực lạc thế giới, hình ảnh về chư Phật, chư Bồ Tát. Và nó lại đặc biệt một cái là những hình ảnh này giống nhau, cho nên là mấy vị nó mới càng sắc tín nữa. Bởi vì mỗi một người nhìn thấy cái cảnh đó thì nghĩ là cái đó là cái tưởng của mình. Nhưng mà hai người, ba người, 100 người nhìn và thấy một cái cảnh nó giống nhau thì tự nhiên chúng ta tin rằng đây là cái linh ảnh thật, chứ không phải là chỉ do cái tướng của một người. Và từ đó cái niềm tin bắt đầu xác lập. Thành ra mặc dầu trong ba cái yếu tố tín, nguyện, hạnh thì tín đứng đầu, nhưng mà rốt lại thì ba yếu tố này là giống như là nằm ở trên một cái mặt tròn. Bởi vì để mà có tín thì
thì phải do hành mà xác minh cái tín, cũng như cái tín này nó lại làm tăng trưởng cái hành, và cái hành nó lại làm củng cố cái tín. Cứ như vậy nó luân phiên, tức là từ cái tín ban đầu, cái tín nhỏ, rồi chúng ta hành, hành chúng ta xác minh là chúng ta tin mạnh hơn. Điều này nó cũng tương tự như quý vị học toán vậy đó. Hình như chúng tôi nhớ là học học lớp 10, lớp 10 Việt Nam, thì có cái phương pháp giải toán gọi là mình giả định cái đáp số. Ra một bài toán xong, cái bắt đầu mình giả định cái đáp số, rồi mình mới đem cái đáp số này ráp vô trong cái bài toán mình tính, và cuối cùng chứng minh rằng cái giả định này nó đúng, nó đúng. Và ví dụ giả định sai thì chứng minh là cái giả định sai, mình phải giả định lại, đúng không? Thì cái sự giả định này cũng giống như là cái niềm tin của mình, và cái giải bài toán thì cũng giống như là cái pháp hành của mình. Cứ như vậy là chúng ta tin. Thì chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta phát triển cái niềm tin đối với Phật. Một số vị khi tu thì cảm thấy rằng là mình được nhẹ nhàng, mình được an lạc, mình giải quyết được một số vấn đề phiền não trong đời sống và chấp nhận cái điều này. Nhưng mà trên thực tế thì như hôm qua cũng đã nói, cái này chỉ là cái hư yếu chứ không phải là chánh yếu. Bởi vì Đức Phật của chúng ta gọi là Buddha chứ không phải gọi là Sukha, thấy không? Tức là bậc trí tuệ chứ không phải là bậc an lạc. Chứ nếu mà an lạc và chánh yếu thì bây giờ mình gọi là Nam Mô Sukha Sakyamuni Buddha rồi, không có Nam Mô gì đó Buddha, Buddha Sakyamuni. Bởi vì trí tuệ là cái nền tảng của Phật giáo, và ai khi mà nghĩ đến đạo Phật cũng nói là đây là đạo trí tuệ, đây là thì khi chúng ta hành trì cũng vậy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà ví dụ mình niệm cách máy móc thì nó không có cái gì trong đó là trí tuệ hết. Dĩ nhiên đối với các bác lớn tuổi, các cụ lớn tuổi thì cái điều này chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, vì quá lão rồi, quá lớn tuổi rồi, và không có còn đủ cái thời giờ, đủ cái năng lực để mà làm cái gì khác hơn là cứ đặt cái niềm tin vào trong đó là niềm tin. Nhưng mà một khi chúng ta còn tương đối trẻ thì trung niên mới 45, 50 gì đó, 60 gì đó cũng là tương đối trẻ hơn là cái vị mà 70, 80, 90, phải không? Thì chúng ta phải cố gắng. Nếu mà mình niệm như vậy, như hôm qua cũng đã nhắc rồi thì mình nhắc lại thôi. Thật sự vì các pháp nó nhiếp lẫn nhau. Quý vị sẽ nghe chúng tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần những cái vấn đề tương tự. Thì khi chúng ta niệm, chúng ta tỉnh giác, chúng ta niệm, tức là mình bắt đầu đưa cái yếu tố trí tuệ vào trong cái niệm của mình. Tỉnh giác là nhân của trí tuệ. Tỉnh là gì? Tỉnh là mình nhận biết một cách rõ ràng. Giác là mình có thể thấy rõ cái sự kiện. Thì chúng ta niệm và chúng ta bắt đầu nhìn ai niệm. Hoặc là chúng ta chỉ cần nhìn cái đó, cái ái niệm đây là mình dùng ngôn ngữ để mình nói đó. Chứ trên thực tế mình chỉ niệm rồi mình coi, nhìn cái niệm đó vô, thì chúng ta sẽ phát hiện rằng hóa ra là có hai người đang hoạt động. Một người thì niệm và một người thì nhìn. Mà rõ ràng là mình là một nhân vật chứ không phải là hai nhân vật. Mà tại sao bây giờ ai nhìn và ai niệm? Qua đó chúng ta phát hiện được rằng thật sự cái người mà niệm đó chưa hẳn thật.
người, mà nó chỉ là hoạt động của vật lý. À, khi cái cổ nó bóp 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 bóp, rồi cái miệng nhép 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 nhép, thì cái hơi nó đi ra và nó qua cái ống gọi là cái thanh quản đó, nó phát ra cái âm thanh vậy thôi. Chứ không phải là thật sự là có một cái nhân vật đứng phía sau mình thật sự. Và bắt đầu cái người mà nhìn như vậy, bắt đầu thấy à, thì ra mình không có gì, mình không có gì. Bây giờ mình tập, mình lấy cái người nhìn đó, mình tập niệm thử. Quý vị sẽ phát hiện lúc bây giờ khó, rất là khó niệm. Vừa nhìn vừa niệm là không ra. Không thể vừa nhìn vừa niệm, mà chỉ có thể niệm thôi, hoặc là chỉ có thể nhìn thôi. Mà khi niệm thôi thì lại không nhận biết được cái mà ai nhìn được. Nhưng mà vì chúng ta không phát hiện được cái người ai niệm nữa đó, thì cái niệm lúc bây giờ nó mới là duyên nhân, nó mới là nhân. Chứ còn mà mình luôn luôn vẫn còn thấy có một người niệm và có một người nhìn, thì nó không phải là nhân nhân. Và khi đó thì tâm thức của chúng ta trở nên trong sáng và rõ ràng. Vì nó không phải là niệm một cách mê mờ giống như miệng thì nó niệm danh hiệu Đức Phật, mà cái đầu thì nghĩ chuyện khác, hay là cái đầu nhìn vào, thì nó là hai cái pháp đang hoạt động, nó không phải như vậy. Thành ra chúng ta giúp tâm nhìn niệm và niệm đến mức độ dầu quý vị không còn phát ra âm thanh nữa, không còn phát ra âm thanh nữa, nhưng mà trong lỗ tai quý vị, trong đầu quý vị vẫn nghe âm thanh niệm của chính bản thân mình nó vang ở trong đó, và mình cũng không có phân biệt hay là không có nhận biết rõ ràng là mình đã không có còn nhắc niệm nữa, bởi vì hoàn toàn cái tâm ý của mình nhiếp vào trong cái sự niệm đó và danh hiệu của Phật tổ. Thì lúc bây giờ cái niệm đó rất là mạnh, rất là mạnh và rất là trong sáng, và chính cái niệm đó nó sẽ phá trừ tất cả phiền não của mình, dẹp tan tất cả phiền não, dẹp tan tất cả mê mệt của mình. Và nếu mà chúng ta không quen thì cái sự kiện đó chỉ xuất hiện ngắn thôi, rồi cái nó quay trở lại, như bình thường. Và thậm chí là đôi khi chúng ta hoảng hốt là mình có thể nghĩ rằng là vừa qua là mình không tâm, vì mình lúc bây giờ mình không có nhận biết được cái hoạt động của tâm nên mình sợ. Và đây là cái rất là bình thường của chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận với những cái gì mà nó hơi có vẻ không quen, tức là mình sợ. Và đây như và khi mấy vị mà tu thiền á, sở dĩ mà đấu hỏa nhập ma là cũng là do cái này, do ở cái chỗ này cứ sợ đánh mất mình, ngồi rồi yên quá cái sợ sinh ra tâm hoảng sợ đối với cái chính cái sự yên lặng đó, mà rồi đưa vào cái trạng thái gọi là đấu hỏa nhập ma, tức là khủng hoảng của tâm lý chứ không gì cả. Thì chúng ta khi mà niệm Phật mà chúng ta nhiếp tâm một cách mạnh mẽ rồi mình ra khỏi cái trạng thái đó, thì mình cũng cảm thấy có thể là giật mình và sợ, vì mình không biết là hồi nãy mình làm cái gì, và mình đôi khi mình nghĩ là mình bị phóng tâm, nhưng mà trên thực tế thì lúc đó là mình nhiếp tâm. Hai cái này nó không có, nó trên phương diện mà tự cảm nhận của thân ấy, của chính bản thân mình, nó tương tự với nhau, tức là mình phóng tâm và cái mà mình nhiếp tâm thì nó tương tự với nhau. Tuy nhiên nó lại không giống nhau, không giống nhau ở cái chỗ là khi quý vị phóng tâm, quý vị quay trở lại thì mình nhận biết à, hồi nãy mình phóng tâm và mình thấy rõ ràng cái đối tượng hay là cái hình ảnh phóng tâm của mình phải là cái gì. Nhưng mà khi chúng ta nhiếp tâm, chúng ta quay trở lại thì chúng ta phát hiện là không thấy đối tượng phóng tâm.
không vâng, không biết là hồi nãy mình có phải là do hiếu tâm hay không. Thì bây giờ nó lại đưa đến một cái để có thể nghi ngờ là mình hôn trầm, không phải là mình hiếu tâm mà mình hôn trầm, tức là ngủ ngủ gục, ngủ gục. Thì quý vị cũng có thể kiểm tra được, bởi vì ngủ gục và cái sự nhiếp tâm nó vẫn khác nhau trên phương diện mà nó bị gì, giống như là nó cái sự nhận biết của mình đối với cái niệm nó mất một thời gian ngắn, nhưng mà mình vẫn tỉnh táo, mình vẫn gọi là cái khi quý vị ra khỏi cái trạng thái đó, quý vị vẫn thấy là mình không có mệt mỏi, không có giống như là buồn ngủ hay này, thì mình biết được rằng là à, vừa qua không phải là mình hôn trầm. Bởi vì hôn trầm mình giật mình một cái là mình biết được ngay, không, nó vẫn còn dư âm của cái sự mỏi mệt ở trong cái tâm thức của mình. Và khi mà quý vị nhiếp niệm như vậy rồi mà mình tập lâu dần này, thì lúc bấy giờ cái nhiếp niệm đó nó sẽ tạo thành một cái năng lực ở trong tâm thức và nó giúp cho mình càng niệm thì nó lại càng dễ nhiếp niệm. Rồi từ đó qua đó quý vị sẽ tăng cường niềm tin mạnh mẽ hơn. Vì quý vị tập trong đó một thời gian thì quý vị sẽ cảm thấy được cái effect, hiệu quả của cái trạng thái nhiếp niệm đó. Thì nó cái hiệu quả của nó là lạc. Thì lúc bây giờ cái lạc đó nó xuất hiện thật sự. Khi mà nó đủ dài, khi mà nó ngắn trong vài sát na thì nó không có, nó chưa có tác động vào trong cái tâm thức mình mạnh. Nhưng mà nó vượt qua được vài sát na hay là chục sát na hay là 1 phút gì chẳng hạn, thì lúc bây giờ quý vị sẽ cảm thấy được cái lạc ở trong đó. Và chính cái lạc này, cái vui này, nó củng cố cái niềm tin của mình đối với cái pháp môn tịnh độ này. Vì cực lạc mà mình hướng đang tu tịnh độ là quý vị hướng về cảnh giới cực lạc, để ở trong cái lạc này chúng ta phát triển tâm thức của mình, mà qua đó mình xác định được niềm tin, xác định được cái phương pháp tu tập, rồi quý vị sẽ tích cực hơn, tinh tấn hơn để mà giúp niệm. Chứ còn mà không, mình thấy niệm nó mỏi mệt, niệm một hồi nó than cổ, ở đây niệm một ngày không sao, mà quý vị trừ cái mật thất niệm 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày, thì tự nhiên tới ngày thứ 5, thứ 6 bắt đầu cổ nó than hết rồi, niệm không ra, lúc đó kiều cào thôi, đâu còn giọng lãnh đó của Hoàng Văn hay là cái yếm gì nữa đâu, mà giờ giọng của cô gì đó, cách ly rồi thôi, đúng không? Thành ra là mình thấy rồi nó mệt, nó mỏi mệt. Mà nếu mà không có cái lạc xuất hiện ấy, thì chúng ta sẽ không kiên trì, không kiên trì nổi. Và khi mỏi mệt nó xuất hiện thì đôi khi nó chỉ là máy móc, mình làm việc một cách máy móc, mình làm việc vì sợ quê, mình không ấy thì mình sợ quê với những người cùng tu với mình, vân vân. Thành ra những cái tình trạng thái tâm thức này nó không có dính gì đến tu tập cả, nó không phải là tu tập này, mà tu tập là phải phát ra từ thân của mình mạnh mẽ, mình phát tâm rồi mình hướng đến cái điều đó mình tu, mình nhất định. Và thì thông thường khi mà đi vào công phu, mà tu tập được, thì như hôm qua cũng đã nhắc rồi là chúng ta phải giúp duyên, thì tốt nhất là những cái thời khóa mà dài dài như vậy đó, để nó tập cho mình, tập cho mình. Nhưng mà thôi thì bây giờ quý vị chưa có đủ duyên thì có thể là những cái ngày gọi là ngày không tu, tịnh độ chẳng hạn, từ sáng tới chiều nhiếp niệm, đừng có không, thậm chí là không cần nghe pháp nữa, một trong ngày đó mình chỉ nhiếp niệm thôi, niệm như vậy.
nhiều cái phương pháp để niệm Phật, mà hiện nay thì phổ biến nhất tức là cao thanh niệm hồng danh lục tự hay là tứ tự của hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nó là cao thanh niệm, thật sự chỉ là cái hình tướng phát ra bên ngoài thôi. Hình tướng phát ra bên ngoài. Chứ hoạt động thì vẫn là hoạt động của ý thức. Dầu quý vị cao thanh, quý vị thầm niệm, quý vị niệm kim căn trì, thì vẫn là hoạt động của ý thức. Cái mà âm thanh phát ra chỉ là cái phụ trợ, phụ trợ thêm chung, để mình dễ giúp tâm, để mình dễ khởi lên cái ý, chứ không phải cái đó là cái chánh. Ngoài ra thì còn những cái như là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật tức là chúng ta thấy cái hình của Đức Phật trước mắt của mình, và mình gợi cái hình ảnh của Đức Phật trước mắt của mình, rồi mình nhớ nghĩ đến Ngài. Thì cái này cũng chúng ta cũng có thể làm chung, kết hợp với cái niệm hồng danh của Đức Phật. Tức là mình vừa niệm hồng danh của Đức Phật, mình vừa quán tưởng hình ảnh của Ngài. Thì cái đó gọi là quán tưởng niệm Phật, nhìn cái tướng, hoặc là quán tưởng cảnh giới cực lạc, v.v. hay là quán tưởng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật cũng được nữa. Mình niệm Nam thì mình nhìn cái chữ Nam, niệm Mô thì mình thấy cái chữ Mô nó xuất hiện trước mắt của mình, v.v. Đó là pháp thứ năm. Pháp thứ ba thì gọi là thập tướng niệm Phật. Thập tướng niệm Phật tức là vị hành giả biết được rằng ta là A Di Đà Phật. Ta là A Di Đà Phật. Cho nên ta và Đức Phật A Di Đà không có khác. Rồi mình hòa nhập cái tâm thức của mình vào tâm thức của Đức Phật A Di Đà. Thì đây là thập tướng niệm Phật. Mình không niệm ra cái danh hiệu gì của Ngài hết, mà mình chỉ nhận biết mình là Phật. Và khi là nhận biết mình là Phật thì mình không thấy phiền não, không có Phật nào phiền não hết. Mình không thể bất bình đẳng vì không có Đức Phật nào mà không bình đẳng, không thể không có biết được, vân vân. Tất cả những cái năng lượng của Phật đó, đều phải thực hiện mạnh ra. Thì cái thập tướng niệm Phật này ngày hôm nay ở trong cái truyền thống diễn giáo của chúng ta rất ít được sử dụng, mà ngược lại bên Mật Tông hầu như là tất cả các phương pháp tu về thập tướng là nó nằm bên Mật Tông. Các vị hành giả bên Mật Tông thì được dạy những cái pháp tu, giả sử như quý vị tu A Di Đà, thì được dạy là hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà, quán tưởng tự thân mình là Phật A Di Đà, quán tưởng có một Đức Phật A Di Đà bên ngoài, rồi quán tưởng là cả hai hòa nhập với nhau trở thành một và xác nhận cái thực tế này, và bắt đầu để cho cái năng lực A Di Đà này nó khởi lên từ ở trong tâm của mình, và mình sống như là A Di Đà. Như vậy thì bên Mật Tông ta tu như vậy. Dầu là quý vị tu Pháp Di Đà, tu Quan Âm, Dược Sư, cái gì cũng vậy, đều là dùng cái thập tướng này để tu hết. Thì đây là cái sự khác biệt giữa Mật giáo và Hiện giáo. Hiện giáo thì chúng ta mặc dầu trên phương diện lý thì chúng ta cũng chấp nhận là mình có tự tánh Phật, chúng ta có Phật tánh, vân vân. Nhưng mà Hiện giáo thì lại không dám nhận rằng là tôi là Phật. Bởi vì nhận tôi là Phật thì mình sao? Mình lỗ. Phải không? Mình nhận tôi là Phật là lỗ. Vì Phật thì phải từ bi, Phật thì phải trí tuệ, Phật thì phải bình đẳng, vân vân. Mà như vậy thì đâu có được. Người ta đâu có bình đẳng với mình, người ta đâu có từ bi với mình, người ta đối xử với mình phân biệt mà. Làm sao? Nên mình không có muốn đâu.
thật sự nếu mà nói đúng ra đó là chúng ta mặc dầu là Phật tử học theo Phật nhưng mà mình không muốn làm Phật. Mình chỉ muốn làm Phật khi là leo lên bàn thờ ngồi thôi, chứ không phải là muốn làm Phật trong cái hoạt động bình thường. Cái này là chúng ta cần phải nhìn rõ, mà chính mình nhìn rõ như vậy mình mới điều chỉnh lại cái tâm thức của mình. Và khi mình điều chỉnh lại tâm thức của mình thì mình mới có thể tiếp cận được cái pháp của Đức Phật một cách đúng đắn. Và đây cũng là lý do mà tại sao bên Phật giáo mấy vị họ nói rằng là cái pháp tu của chúng tôi là cái pháp tu mà đi trực tiếp nhất, thẳng nhất, nhanh nhất, mạnh nhất vào trong cái tâm thức, trong cái sự thành tựu. Và vị Phật có thể nói rằng là thành Phật trong một đời. Bởi vì quý vị tụng kinh Pháp Hoa thì thấy Đức Thế Tôn cũng nói, nếu mà ai cho rằng ta sinh ra ở Lâm Tỳ Ni rồi đi đến thành phố Gaya để mà ngồi thiền rồi chứng đạo rồi chứng pháp thì nó không có, thì rất là sai. Không phải ta chỉ thành đạo ở lúc mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề trong cái phẩm mà tập địa tập xúc đấy, mà biết phải biết rằng là ta đã thành đạo từ vô lượng kiếp rồi. Tức là khi mà ngài chấp nhận ta là Phật thì lúc bây giờ cái quá trình mà hoằng pháp thành đạo của ngài đã bắt đầu. Thành ra quý vị, khi nào quý vị tự chấp nhận được tôi là A Di Đà Phật thì lúc bây giờ rất dễ bản sanh, chấp bắt cái bản sanh, không cần niệm A Di Đà Phật cũng vẫn bản sanh. Thì dám không? Dám nhận mình là A Di Đà Phật không? Ai cũng nghĩ là tôi mình tạm phu làm sao A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta không dám nhận á, tức là chúng ta đang nghi ngờ Đức Phật. Không, đang nghi ngờ Đức Phật. Vì Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và mình nói giờ chưa phải, làm sao chưa phải? Tất cả những người Phật tử, người ta không Phật tử, người ta không dám nhận thì đã là. Nhưng mà một khi mình đã là Phật tử, mình quyết định đi trên con đường phát triển tâm linh theo giáo lý của Đức Phật, thì mình phải nhận biết rằng tôi có Phật tánh, tôi là Phật. Rồi để mình sống với cái Phật này, mình đưa cái Phật này phát triển mạnh ra, thì đó mới là quá trình tu tập đúng nghĩa. Vì cái mà để thành Phật tương lai, hay là cái để thị hiện ra là Phật, hay là cái mà quý vị vãng sanh, thật sự cũng là cái Phật tánh này. Thế còn tất cả những cái mà tứ đại ngũ uẩn này nó chết một cái nó bỏ lại đây hết đấy, chưa có ai mà đem nguyên cái thân này mà đi lên cực lạc thế giới, phải không? Quý vị nào cũng gì đó hộ niệm hộ niệm, ô người này bản sanh rồi bản sanh rồi, mình thấy cái thân của con nằm yên đó thôi, đâu có cái thân nào mà chạy đi mất đâu. Cho nên rõ ràng không phải cái thân này, tức là cái tứ đại này nó bản sanh. Rồi bốn cái còn lại của ngũ uẩn ngoài sắc đó, tức là thọ tưởng hành thức, nó nương nơi thân mà nó hoạt động. Cho nên thân diệt thì bốn cái đó diệt theo, và bốn cái đó diệt tức là ngũ uẩn diệt thì đâu còn cái gì để bản sanh. Hay là đâu còn cái gì để mà tiếp tục thành Phật ngoài cái Phật tánh của chúng ta, ngoài cái chân diện mục của chúng ta. Mà chúng ta không xác nhận được điều này thì lúc bây giờ chúng ta bất kể, chúng ta không nhận rõ. Anh ra quý vị phải xác định rằng tôi có Phật tánh, tôi có khả năng thành Phật. Vì vậy nên tôi là một vị Phật. Tôi là một vị Phật. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận cái phàm phu của mình mạnh hơn thì dĩ nhiên cái phàm phu nó sẽ hoạt động. Còn chấp nhận cái Phật mạnh hơn thì cái Phật sẽ hoạt động. Mà
Mà công phu là gì? Công phu là đem cái Phật này hiển lộ ra bên ngoài, và lấy cái Phật phu đó mình tâm định. Vì mình biết rằng cái Phật phu này là giả, nó không thật, nó là duyên hợp và nó luôn luôn thay đổi. Chỉ có cái bản chất Phật này nó không thay đổi thôi. Vì bản chất Phật là cái pháp không đối đại, cái pháp mà đứng xa rời nhị nguyên. Còn tất cả những cái pháp Phật phu nó luôn luôn bị chi phối và hoạt động ở trong cái nhị nguyên, ngã tha, ngã sở, tha sở, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó tồn tại như vậy. Thì khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy rằng đây là cái tiếng gọi để đánh thức cái Phật tánh A Di Đà ở trong tâm thức của mình, đồng thời cũng là sự cầu nguyện lên Đức Phật A Di Đà để cho Ngài hỗ trợ cho mình, giúp đỡ cho mình đánh thức cái tâm thức này của mình. Và cái sản phẩm phụ là mình nói sang cho mình, mình lên đó tiếp tục đánh thức. Nếu ở đây chưa làm được, nhưng mà do vì niềm tin, do vì cái xác định như vậy, nên khi chết một cái là chúng ta xuất hiện ở kia, và thông thường thì mình nghĩ là khi mà mình nghĩ tôi xuất hiện ở kia thì luôn luôn mình nghĩ cái này, tất cả những ấn tượng cái tôi mà nó sẽ phản sanh lên là cái này, cái mà nó đang hoạt động đây, có thể là thân, có thể là tâm. Nhưng mà thật sự thì cái thân này sẽ không xuất hiện, cái tâm này cũng không xuất hiện, tức là cái tâm sinh diệt này sẽ không xuất hiện, mà một cái khác xuất hiện. Mà cái khác đó là cái mà mình nhận biết đây là tự tánh A Di Đà Phật, nó sẽ xuất hiện ở trên đây. Mà cũng chính vì vậy cho nên nó mới vượt lên trên tất cả những cái ràng buộc của mình. Và nó mới đúng với nhân quả. Vì cái nhân là Phật, nên quả là Phật. Nhân là tự tánh A Di Đà, cho nên cái quả là A Di Đà. Và chính vì vậy nên xuất hiện ở đó một cái là chúng ta đầy đủ 32 chúng tôi 80 ra đề, giống như là Đức Phật A Di Đà, ok. Nếu mà chúng ta hóa hiện ra cái thật, thì đây là cái tư duy mà chúng ta cần phải hiểu. Nó thuộc vào cái lý, là cái lý của cái pháp như vậy. Khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải nắm cái lý này, nắm cái lý này rồi thì mới niệm trở lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và mình tìm cái A Di Đà Phật này từ ở trong cái bản thân của mình, bản tâm của mình, cho đến nhất niệm, vô niệm. Khi nhất niệm, khi vô niệm thì mình và Đức Phật A Di Đà gặp lại nhau, thấy không? Mà do đó hiển và mộc không khác nhau. Hiển tức là cái mà bay ra bên ngoài, và mộc tức là cái mà nó sâu kín bên trong. Hai cái này giúp lại với nhau, nhập lại với nhau. Thì lúc bây giờ dầu quý vị không tu mộc, quý vị vẫn là đang hành pháp mộc. Mà dầu quý vị đang tu hiển, quý vị cũng đang hành pháp mộc. Cho nên mộc và hiển thật sự nó cũng không phải là khác biệt lắm. Chỉ cái phương pháp khác nhau thôi. Phương pháp của bên Phật giáo thì xác định ngay từ đầu cái khả năng của mình, cái bản chất của mình, rồi sống với cái bản chất đó, đưa cái bản chất đó ra thật là mạnh. Còn hiển giáo chúng ta thì dài dặn hơn, chúng ta lấy cái hướng về đó thôi, rồi chúng ta phát triển ra, đúng không? Hôm nay tới bên dưới đây thôi, đó là công hành về phần công hành.
cao thanh, cao thanh tức là mình tha lớn lên đó, à chữ cao, cao là cao âm, âm lượng đó, âm lượng nó to gọi là cao, thanh là âm thanh, là niệm to tiếng, giống như là nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, đây là cao thanh niệm. Mà giả sử đó là thầm niệm, à, quý vị không nghe được gì hết. Còn tiên can niệm là tức là nó lớn hơn thầm niệm một chút xíu, à, mà nó có âm, âm nó phát ra, âm nó phát ra ngoài nhưng mà nó không lớn, nó không lớn đến mức độ cái người kế bên có thể nghe. À, thì đó là tiên can niệm, hay tiên can niệm. À, thường thường niệm Phật hay là vị chú rồi đó cũng phân biệt ở ba cái cách này, tức là cao thanh, thầm và tiên can niệm. Dạ Di Đà Phật, cho con hỏi không, ngày hôm qua thầy có nói là khi mà mình giảng sanh nữa là cái nghiệp mình không có, nhưng mà chỉ có là cái nhân với cái quả thôi. Như vậy cái câu mà người ta mấy thầy hay giảng là đối nghiệp giảng sanh là nó có mâu thuẫn không sư thầy? Dạ, không có gì mâu thuẫn cả. Đối nghiệp giảng sanh là gì? Đối tức là mình mang cái sau lưng ha, mang sau lưng cái nghiệp để mà giảng sanh. Thật sự nghiệp và nhân quả không có khác nhau nhiều, à, nó chỉ khác một cái như vậy: nghiệp là có tác ý và nhân quả là không tác ý. Giống như anh đi ngang một người, anh đi ngang một người, anh tình cờ đạp vô chân người ta một cái thì mình vẫn phải quay qua mình xin lỗi, phải không? Mình quay qua xin lỗi, nó xin lỗi tôi vô ý của đạp. Nhưng mà khi mà anh đi ngang qua một người, anh cố ý anh lấy chân anh chấm lên cái lấy chân người ta một cái, thì cái đó thành nghiệp. Đó, thành nghiệp cũng về hành động nó là giống nhau, nhưng mà nó thành nghiệp hay là nó chỉ là hoạt động nhân quả là do nơi cái tác ý của mình. Thì khi nó là đối nghiệp bản sanh, tức là thật sự tất cả những cái hoạt động của mình nó không có mất, không mất, mà nó vẫn tồn trữ lại đó, nhưng mà nó chỉ chuyển thành nhân quả, chuyển thành cái hoạt động nhân quả thôi. Vì sao nó là hoạt động nhân quả? Bởi vì khi chúng ta vãng sanh, khi chúng ta vãng sanh như hồi nãy chúng tôi nói đó, thật sự những cái mà nó tạo thành nghiệp đó, nó đã chấm dứt ở cõi ta bà rồi. Vì cái gì tạo thành nghiệp? Đó là ngũ uẩn của mình tạo thành nghiệp: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó tạo thành nghiệp, nhưng mà cái tâm Phật không tạo thành nghiệp. Tức là cái Phật tánh của mình, cái mà sáng suốt ở trong mỗi chúng sanh, nó không tạo thành nghiệp. Nhưng mà cái sáng suốt này nó vẫn mang cái khối nhân quả mà vô lượng kiếp tới bây giờ nó vẫn mang tiếp tục đi theo. Vì cái nhân quả này chính là cái duyên, cái cơ hội để mà cái vị này khi thi hiện làm Phật dùng cái nhân quả này để độ sanh. Trong kinh chúng ta thường thấy là Đức Phật mỗi buổi sáng ngài thức dậy xong, ngài ngồi thiền xong, ngài đãi tâm từ và ngài quán nhân duyên, coi ngày hôm nay ai là người có thay đổi. Thì nghiệp quán nhân duyên là nhân duyên gì? Tức là nhân quả đối với ngài. Những viên này đã có từng nhân quả nào đối với ngài trong quá khứ để cho ngài độ. Giống như là chúng ta ở trong cái đạo tràng như vậy, mình quen biết với nhau thì mình dễ nói chuyện, còn mình không quen biết với nhau thì rất khó mở lòng. Thì cái mà gọi là quen biết với nhau đây chính là nhân quả với nhau. Thành ra nói đối nghiệp là bởi vì để giúp cho mình dễ hiểu thôi. Chứ bây giờ mà nếu nói rằng là không còn nghiệp nữa thì tất cả mọi người đều hoang mang, không còn nghiệp gì thì làm sao?
Rồi thứ hai nữa, mà nói rằng là chỉ những người sạch nghiệp mới có thể làm sạch được lạc thế giới thì mình lại càng sợ nữa. Tu đến khi nào mới sạch được hết nghiệp? À, thành ra Đức Phật mới, hay là Chư Tổ mới nói là đới nghiệp bản sanh, tức là cứ mang cả cái khối đó đi bản sanh để cho chúng ta cảm thấy là không có sao, mình vẫn tu tập được. À, chắc phần qua anh cũng đã nghe vấn đề ngài vô não rồi, đúng không? Đó thì chính ngài vô não, cái vị mà đã giết bao nhiêu người đó mà chứng được đạo, thì làm sao chứng được đạo? Lấy cái gì chứng được đạo? Nếu mà lấy cái ngũ uẩn của ngài để chứng đạo thì chắc chắn là không thể nào rồi. Một cái nghiệp lớn như vậy, nó nặng như vậy, làm sao chứng đạo? Nhưng mà dùng cái tâm Phật của ngài, cái sáng suốt trong sáng của ngài, thì lúc bây giờ mới ngộ được cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy, rồi từ đó mà chứng được cái điều mà Đức Thế Tôn dạy. Khi ngộ và chứng đó thì ngài đạt được kết quả, và đạt được kết quả thì cái nghiệp nó tan biến. Nhưng mà sẽ thưa, cái nghiệp nó tan biến thôi, cái nhân quả còn y nguyên. Giết 999 người nó vẫn còn y nguyên. À, chúng ta không có trả nghiệp nữa nhưng mà nhân quả vẫn hoạt động. Không trả nghiệp là gì? À, quý vị phải hiểu. Không trả nghiệp tức là cái tâm thức của mình đối với cái quả khi nó xuất hiện đó, mình không vướng mắc. Giống như bây giờ quý vị khổ, trời ơi sao tôi khổ như thế này, sao tôi nghèo như thế này, bây giờ không có tiền nữa, tại sao tôi nghèo như thế này? Và mình thấy rằng là không hài lòng với cái nghèo đó, thì lúc bây giờ là mình đang trả nghiệp bỏng xỉn của đời trước, vân 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 vân. Nhưng mà bây giờ giả sử mình cũng không có tiền, mình không gì hết đó, nhưng mà mình vẫn thấy thoải mái, không gì hết, vì tâm thức mình nó đã lắng dịu rồi, nó không còn bị chi phối bởi các phiền não này nọ nữa hết đó, nó trong sáng. Thì giống như trường hợp khi thánh hoặc là Bồ Tát nữa, thì lúc bây giờ cái nghèo đó nó không phải là trả nghiệp, mà nó chỉ là nhân quả thôi. Vì đời trước mình cũng từng bỏng xỉn như vậy, nhưng mà sau đó mình chứng đạo rồi. Mình chứng đạo rồi không nghĩa là mình sẽ giàu liền, mà vì cái nhân bỏng xỉn đó nó vẫn hoạt động tiếp tục, và mình không có tiền, không có bạc, sống cái đời sống nó đối với những người khác là nó thiếu thốn, nhưng mà đối với mình nó vẫn bình thường, không gì cả. Thì lúc bây giờ đó là hoạt động của nhân quả chứ không phải là mình. Thành ra mang cả khối nghiệp đi về cả thế giới cũng như vậy thôi. Đi qua cái mình giả sử, như giả sử đi, giả bộ gì đó là có cái cổng để vào cực lạc thế giới, thì khi đi qua cái cổng đó một cái là cái nghiệp nó biến thành nhân quả vậy thôi. À, trước khi bước qua cái cổng đó thì nó còn là nghiệp, nhưng mà bước qua cái cổng nó thành nhân quả. À, thật sự cũng chẳng có cái cổng nào để mình đi qua cả, nhưng mà nói như vậy để cho dễ hiểu ha. Thành ra quý vị đừng có sợ, dầu mình nghiệp như thế nào đi chăng nữa, nặng như thế nào đi chăng nữa, mà một khi mình nhận biết được cái Phật tánh của mình, nhận biết được cái tánh giác của mình, thì lúc bây giờ cái nghiệp đó nó sẽ biến mất và nó trở thành nhân quả. Dạ vậy cho con xin phép, được phép hỏi thêm thầy câu nữa, là theo như thầy gần đây á, thì con cho trên mạng con thấy là ở Việt Nam với lại ở hải ngoại mình đó, là có cái chương trình mà mấy đạo tràng hay tụng niệm cho những người tới lúc lâm chung á, tụng A Di Đà, A Di Đà bao nhiêu tiếng, cái tay chân tay người đó mềm mại, cái người ta nói là cái người đó giảng sanh, người ta vỗ tay em luôn đó. Theo tôi như thầy nghĩ có đó có thật sự như vậy? Bây giờ nếu nói thật thì đụng chạm. Nếu nói thật thì đụng chạm, mà nói diplomatic thì quý vị nghe con hiểu rõ rệt. Nói thật đại rồi thầy. Ở đây không có đụng chạm này. Nơi trên này có chủ trương. À, quý vị nếu mà đọc ở trên cái căn nhà của tu viện thầy á, thì cũng cách đây cũng khoảng 7-8 năm cũng có người đặt vấn đề rồi. À, đặt vấn đề rồi nên sau đó thầy cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và có viết cái bài về hội nghị ở trên đó đó. Để mà phân tích cái điều này.
vị biết rằng ha, cái pháp của Phật, Đức Phật dạy ấy, là các pháp nó hoạt động theo nhân quả. Không có một cái pháp nào nó đi ra ngoài nhân quả. Mà đây không phải là định luật mà Đức Phật áp đặt lên thế giới này. Mà Đức Phật chỉ nhìn giống như một nhà khoa học vậy đó. Đức Phật nhìn các pháp nó hoạt động là Đức Phật nói à, các pháp này nó hoạt động theo cái quy luật nhân quả. Giống như là ông Newton, ông ngồi chơi chơi, ông thấy cái táo nó rụng vậy thôi. Ông là tất cả các vật nó rơi xuống với một cái hàm số là 9.81 vậy thôi. Thì Đức Phật chúng ta cũng vậy. Ngài khẳng định rằng các pháp hoạt động theo nhân quả. Một người sống suốt một cuộc đời như vậy, không có tu tập gì hết, chết, rồi chết, thì không thể nào mà do một nhóm người tu tập lại rồi niệm Phật rồi người đó cây đồng bán thành. Điều này không có lý. Lúc bây giờ nó mới được gọi là phi nhân quả. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại nha. Nhưng mà nếu cái người chết này, người chết này có thể trong một đời nào đó hoặc là trong đời này mặc dầu họ không có tu tập nhưng mà họ đã từng vô tình hay là có nhân duyên họ đọc về pháp tịnh độ, họ đọc về cực lạc thế giới, họ cũng có một cái ý niệm là có thể mình sanh về đó cũng lý thú, rồi họ quên đi qua cái đời sống như vậy đó, họ quên đi rồi cuối cùng khi mà họ chết họ được nhắc lại, họ nhắc lại. Họ khởi cái tâm, chính bản thân họ khởi tâm thì họ sẽ được vãng sanh. Và điều này thì rất là hy hữu, thật sự rất là hy hữu, không có đơn giản như là mình nghĩ. Quý vị nếu mà đọc trong cái thiền đạo tổng tập, ngài thiền đạo đó, ngài có viết là những cái văn bản tác phẩm để mà khuyến tấn về tu tập tịnh độ hay là này nọ, mà trong đó ngài đã nói rồi, ngài đã than, ngài nói làm sao, tại sao mà ít người bản sắc như vậy. Mặc dù ngài nói là tu như vậy rất là dễ, niệm Phật như vậy thì cũng rất là dễ để mà tu tập có thể dễ bản sắc, nhưng mà cuối cùng thì ngài vẫn than là tại sao lại ít người bản sắc như vậy. Vì tổ mà mở miệng ra là hào quang nó phóng, mở miệng ra là Đức Phật A Di Đà nhỏ nhỏ xuất hiện. Và ngài còn than như vậy, nếu mà ngài đi hộ niệm là chắc là chúng ta vãng sanh dài dài rồi, phải không? Nhưng mà ngài lại nói điều này thì chúng ta thì trong cái bài viết đó, thầy cũng có phân tích, thầy nói rằng là thật sự chúng ta phải hiểu cái vấn đề tu tập hay là niệm Phật như vậy đó, nó làm cái việc làm công đức, có phước báo, có phước báo. Ví dụ mười mấy người, 20 người cùng ngồi lại với nhau, cùng niệm như vậy là có phước báo. Thì mười mấy người, 20 người này họ hồi hướng cái gì? Thật sự họ chưa chắc họ hồi hướng cho người kia bản thân nữa, mà họ chỉ chăm bẩm mà hồi hướng cho cái thân người, cái người chết mềm ra. Rồi họ hồi hướng cho vấn đề là tự nhiên có mùi hương, vân vân vậy đó. Rồi thành ra là mấy chục người mà tập trung cái năng lực của mình vô hồi hướng cái đó, thì mà dùng cái động cơ, không phải động cơ, cái máy á, gọi là động cơ không? Động cơ thì nghe giống mục đích quá. Động cơ hả? À, cái kia động lực phải không? Mục đích là động lực, là động cơ. Dùng cái động cơ là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nên cái động cơ này rất là mạnh. Cái máy này máy turbo mà chạy rất là mạnh. Thành ra là sau khi niệm một thời gian thì có những cái được gọi là thoại tướng xuất hiện. Vì mình tập trung công đức thôi. Nó có cái gọi là gì đó. Cái khả năng mà của não bộ đó. Telekinesis hả? Không, telekinesis tức là cái gì, có người người ta tập trung tư tưởng như vậy nè, rồi cái một hồi cái này nó không
cái vấn đề mà hộ niệm nó cũng tương tự như vậy đó. Một người không có đủ khả năng, nhưng mà mấy chục người rồi qua cái trung gian là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cái người mà vãng sanh, người vãng sanh thì chắc chắn có thoại tướng, nhưng mà có thoại tướng thì chưa chắc vãng sanh. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mà mình lấy cái gì, lấy cái trí tuệ nào, lấy cái công đức nào mình nói rằng là khẳng định được người đó vãng sanh hay không vãng sanh? Mình không có cái thiên nhãn nào cho nó. Mà cái đây là thói quen của chúng ta, thói quen của mình đây nè. Người ta mới nói mình một câu gì đó mình giận hờn lên, cái hỏi sao anh giận tôi vậy, chị giận tôi vậy, thì tôi biết là anh nói, mặc dù nói vậy mà nghĩ như vậy đó mà. Nghĩ ủa vậy là anh có thanh tâm không hả, biết tôi nghĩ cái gì, phải không? Mà xảy ra như vậy người ta mới nhìn chút xíu mình giận, tại mình nghĩ rằng người ta nghĩ cái đó mà mình chẳng có thanh tâm thông gì trơn á. Rồi mày đặt biết mà người ta nghĩ cái gì. Thì một con này thì nó là suy bụng ta ra bụng người, là mình nó thú dữ lắm. Thành ra cái vấn đề đó nó rất là nguy hiểm. Thầy không chống đối vấn đề hội niệm, cũng khuyến tấn quý vị nên đi hội niệm, nhưng mà quý vị không nên biến nó thành một cái gì làm cho người khác nhìn một cách kỳ cục. Mình hộ niệm là mình làm hết tâm của mình, còn cái việc vãng sanh không vãng sanh là việc của cái người chết. Dù mình hộ niệm người ta không vãng sanh, mình vẫn đi hộ niệm, vì đó là cái tình, cái nghĩa, cái thân tình của mình đối với người mất. Còn cái nhân quả nghiệp báo của một người, chúng ta không có một cái năng lực nào để mà mình quyết định trong đó cả. Nếu mà được như vậy thì Đức Bổn Sư của chúng ta đã hộ niệm cho chúng ta thành Phật rất lâu rồi. Ngài là đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, mà Ngài nói ta chỉ dạy và các ngươi phải đi. Chứ Ngài, mình đâu làm sao mà làm Ngài. Mình tu tập mới 3 bữa rồi mà mình còn đòi là năng lực mình còn hơn các Ngài nữa. Quan Tâm Bồ Tát đang thể hiện ở cái thấp cõi này nè, Ngài thấy chúng sanh khổ là Ngài buồn, còn hơn là mình thấy con, đứa con nhỏ của mình mà nó bệnh nữa, mà hết là Ngài đã cứu độ hết rồi. Chư Bồ Tát đang hoạt động, chư Phật đang nhìn, mà các Ngài cũng nói là các ngươi hãy tự rút kinh vậy. Mình thì cứ làm cái chuyện gì đó cũng không biết nữa. Thành ra quý vị nào tham gia trong các đoàn hộ niệm thì mình, chính bản thân mình phải phát khởi một cái nguyện cầu vãng sanh thật là mạnh. Trong cái bài thầy cũng biết, nếu mà mình đang đi hộ niệm á, mà lỡ mà Đức Phật A Di Đà xuất hiện mà tiếp dẫn mình, không tiếp dẫn người chết mà tiếp dẫn mình, thì lúc bây giờ mình tâm trạng mình sẽ như thế nào? Nếu mà lúc đó mình hoan hỷ, mình buông xả tất cả mà mình đi, thì cái tâm hộ niệm của mình nó tốt. Còn nếu mà lúc đó Đức Phật A Di Đà hiện ra nói thôi ngươi hãy đi theo ta một cái và không, Bạch Thế Tôn, con đang tiếp dẫn cái người này, con chưa muốn đi, con còn nhiều việc lắm, thì cái điều tiếp nhận hay cái điều hội nghị của mình nó còn hơi có vấn đề. Thật sự hội nghị thì tốt, nhưng mà mình đừng có làm cho nó thành hơi làm cho những người ngoại đạo này nọ người ta thì mình chỉ trích không có ai vậy thôi. Chứ tại đối với thầy thì nó vừa vô thưởng vô phạt, nhưng mà có những cái này chúng ta nên tránh. Giả sử cái người đó họ tu thiền, họ tu thiền mà mình đến mình hộ niệm mình niệm Phật cho họ,
thì điều này chưa chắc là điều tốt. Bởi vì họ sẽ cảm thấy trong ồn ào quá, tôi suốt một đời tôi cầu sự yên tĩnh, tôi cầu niết bàn mà mấy người này lại bu lại để la ung sùm ở đây, tôi tâm thức nó nổi giận lên, nó sân lên, thì điều này không tốt. Thành ra khi mình đi hội niệm mình cũng phải biết, phải biết là cái người mất đó hay cái người thảm hối họ tu phương hướng nào, và mình hội niệm theo cái đó. Thông thường á thì bởi vì thầy là ảnh hưởng Tây Tạng, thầy tu Tây Tạng, cho nên thông thường bên Tây Tạng mà người ta hộ niệm á là người ta sẽ hộ niệm theo pháp tu của vị đó. Vị đó tu A Di Đà, họ sẽ hộ niệm theo pháp tu A Di Đà. Vị đó tu Dược Sư, họ sẽ hộ niệm theo tu Dược Sư, cầu cho vị đó đi về tịnh lưu ly thế giới. Vị đó tu Mahakala sẽ hộ niệm theo pháp Mahakala, vân vân và vân vân. Chứ không có phải đại trà tất cả là điều và được lại thế giới hết. Vì nó nói không, tôi không có muốn đi. Thì nó không phải, không. Nhưng mà mình bây giờ nói với người Việt của mình thì có thể nói là 90% những vị tu tập thời đại bây giờ là cần đạt thế giới trình độ, thì mình biết. Thành ra những vị hộ niệm mà hiệu quả nhất là những vị mà không còn với người chết, thân nhân của người chết, bạn bè của người chết, những người sinh hoạt của người chết là những người mà hộ niệm có hiệu quả nhất. Vì sao? Giống như mình vậy thôi, mình có cái gì buồn rầu, mình có cái gì cần tâm sự thì những cái người thân cận mình đến mình tâm sự là hiệu quả nhất. Còn những người mình đâu có ra gặp, ngừng đại cho ông nào ra đi ngang qua là ăn chút chút, ngừng lại cho cháu tâm sự chút, không có, làm gì có chuyện đó. Mà người ta cũng nhìn mình một cách cũng mắt rất là kỳ cục. Thành ra tốt nhất là những người thân cận với mình, những người trong cái sinh hoạt mà mình quen biết, mình hộ niệm là tốt nhất. Ngoài ra thì tìm thêm người để hỗ trợ thì ok. Còn người dân mình cứ để cái giỏ sẵn đó, ai kêu không biết ở đâu, từ đây Oberhausen chạy xuống với lịch trình hộ niệm cho cái người đâu mình cũng không biết đó, người đó là ai nữa. Mà nhìn qua nhìn lại không ai quen với cái người mất hết trơn hết. Còn mà những người quen với người mất thì ta đi chơi, ta ngồi đâu đó ngoài ta chơi, ta nói chuyện, thì cái điều này không có gì. Bà thầy cũng xin tiếp theo câu hỏi của anh Phật tử bên này. Thì trong sách cũng có viết nếu mà người mất mà nhìn cơ thể của họ, thí dụ như nếu chân họ mà còn ấm thì ở trong sách có nói là có thể thần thức người đó đọa vào cõi súc sanh, hay hoặc là ngực người đó ấm thì có thể là thần thức của người đó sẽ lên cõi người, hay hoặc là trên đầu ấm thì thần thức của họ có thể là lên cõi thiên. Thưa, như vậy có đúng hay không? Anh là Phật. Dạ ấm không ấm thì không biết nữa mà chắc là nhưng mà như vậy tức là thần thức nó thoát ra chỗ nào, nó có những cái cửa ở trên cơ thể của mình để mà nó thoát đi, nó đầu thai lại. Thì thông thường thì nó là từ đỉnh đầu đi ra thì lên từ cõi thiên trở lên, tức là thiên hoặc là các con Phật. Từ cổ đi ra thì có thể là Atula, từ ngực đi ra thì có thể là cõi người, từ bụng đi ra thì có thể là ngạ quỷ, từ đầu gối đi ra thì có thể là súc sanh, chân đi ra thì có thể địa ngục rồi đó. Thì từng cái chỗ mà nó thoát ra thì nhưng mà quý vị biết đó là nó mau tích tắc à rồi sao mà kịp cái mà ấm chưa là từ phần nhiều là mình tưởng tượng thôi chứ còn làm sao mà nó quyết định cái gì. Nhiều khi mình rờ mình nghĩ là nó ấm thế thì chưa chắc là nó ấm thật sự. Hoặc là nhiều khi quý vị phải lấy mấy cái máy mà nó scan infrared đó, cái scan được cơ thể thì
thì quả bay coi thử coi cái nào. Nhưng mà trong luật trung luận á, thì cũng có nói điều này, tức là tùy theo cái thần thức mà nó thoát chỗ nào, nó đi ra chỗ nào thì nó duyên với cái cảnh giới ở chỗ đó. Tuy nhiên thì cái này luận của mấy vị thời đại mới, còn nói về luận của mấy vị tiền bối mà thời đại xưa, tức là luận về thân trung âm á, thì hoàn toàn có nói gì này. Ngày xưa thì chỉ nói đầu tiên là có hai loại chúng sanh, hai loại chúng sanh mà sau khi chết không cần qua thân trung âm. Một là tối thiện, cái người tối thiện thì sau khi chết lập tức sanh thiên, hoặc là sanh cực lạc thế giới giống như chúng ta vậy đó, chết một cái là sanh cực lạc thế giới gì. Hai là cực ác, cực ác giống như ngài vô não vậy đó, nếu mà ngài không chứng quả A La Hán là ngài chết một cái là ngài đi cầu tụng xuống luôn á, đi gì đó, không phải cầu tụng nữa mà chi á, chi phá rồi đó, thì bệnh nhân thì xuống luôn. Đó là hai loại người mà không có tâm để đi qua thân trung âm. Nhưng mà còn kỳ dư, tức là còn lại đó, thì đều trải qua cái quá trình trung âm. Mà quá trình trung âm á thì tổng cộng là 49 ngày. Và nó bắt đầu, cái thân trung âm đầu tiên á, nó được sanh ra khi mà cái thần thức thoát khỏi cơ thể. Và thần thức thoát khỏi cơ thể thì trong vòng 3 ngày. Có thể là vừa chết thoát liền, có thể là sau nửa ngày, sau một ngày, sau một ngày rưỡi, sau hai ngày, sau hai ngày rưỡi, ba ngày, không có nhất định. Mà thậm chí là có những vị hành giả, hành giả bên mặt trong đó, thì chắc ngài giữ thần thức ở trong cái cơ thể của mình để mà tu tập cái pháp mà mình muốn tiến bộ. Rồi đôi khi thì hai tuần sau, ba tuần sau, một tháng sau, vân vân, thì vị này mới xuất thần thức ra. Không biết là quý vị có theo dõi năm 2008 thì ở tu viện Trebung, ở tu viện Trebung có một vị thầy. Ngày này thì chính phủ, nhà thương của Ấn Độ tuyên bố là chết. Nhưng mà Chư Tăng ở trong tu viện đó là không, ngài này là đang trong nhập định, thì cơ thể của vị này nó xuống nhiệt độ còn khoảng 20 mấy độ thôi. Và sở dĩ mà chúng ta biết được là bởi vì mấy ông bác sĩ ở Ấn Độ không có tin, ông đầu theo dõi. Thì qua mấy ngày sau, thân thể cũng không có xuất hiện cái hoại tướng. Tức là thông thường mà mình chết, nhất là cái xứ nóng á, là nó sẽ phù lên, nó sình, nó bầm, vân vân. Mà thân thể ngày này thì vẫn bình thường, vẫn trong cái tư thế ngồi thiền như vậy. Và rồi họ mới thông báo qua bên Tây Phương, qua Mỹ, qua châu Âu, mấy bác sĩ ở các nơi đi tụ về để mà giống như theo dõi cái vấn đề này. Thì hai mươi mấy ngày sau thì trong tu viện mới tuyên bố rằng là vị này vừa đem thần thức của mình ra khỏi cái cơ thể, đem thần thức mình ra khỏi cơ thể. Và lúc đó bắt đầu mới tiến hành cử hành cái lễ trà tì của con đôn thiền. Và quý vị thấy hai mươi mấy ngày không có ướt đặn, không gì trên mặt cơ thể, không có hỏa, và hơi thở đã tắt, thì cái thần thức nó vẫn nằm ở trong cái thân, không đẹp. Thì đó là cái vấn đề những vị họ hành giả, họ tu tập và họ cố ý như vậy, họ giữ, họ có cái khả năng mà kiểm soát cái thần thức của mình, để bởi vì cái pháp tu của mật đó là quan niệm rằng là
khi mà chúng ta bị cái thân tứ đại này nó trở ngại, đôi khi mình cũng khó khó nhận biết được cái pháp một cách rõ ràng. Cho nên phải đợi tới lúc chết đó. Đợi lúc chết thì lúc bây giờ cái thần thức hay là gọi là cái tâm nó không có bị chi phối bởi tứ đại nữa, và nhận biết các pháp một cách rõ ràng hơn, nhạy bén hơn. Rồi những vị này mới đương vào cái đó để mà chứng được đạo. Thành ra bên mật tông người ta lợi dụng cái ghi chép người ta tu tập. Bây giờ nói lại với chúng ta, những chúng sanh bình thường thì sau khi chết như vậy trong vòng 3 ngày thần thức nó sẽ thoát khỏi cơ thể. Thì sau khi thần thức ra khỏi cơ thể thì nó sẽ sống 7 ngày. Sống 7 ngày. Đó gọi là thân trung ấm đầu tiên. Và sau 7 ngày đó thì nó sẽ chết một lần nữa. Cái thân trung ấm nó chết, cái thần thức thì không chết ha. Thân trung ấm nó sẽ chết một lần thì gọi là cái tự thân đầu tiên. Vâng vâng. Và cái thân trung ấm nó chỉ có thể tồn tại 7 lần. Nó không có vượt qua được 7 lần. Tối thiểu nhất là đến lần thứ 7 là nó phải đi đầu thai. Đi đầu thai. Thì cái thân trung ấm nó đầu tiên nó thấy cái gì? Đầu tiên trong những ngày đầu thì chư Phật xuất hiện. Tức là năng lực Phật, chứ không phải nói chư Phật xuất hiện thì nó không có đúng. Mà năng lực giác ngộ xuất hiện qua những cái ánh sáng khác nhau. Mà đồng thời cũng năng lực của lục đạo xuất hiện song song với cái năng lực của trí tuệ Đức Phật. Và chúng ta thì có khuynh hướng luôn luôn, khuynh hướng là đi theo lục đạo. Bởi vì cái ánh sáng trí tuệ nó quá sáng, mình không thích. Mình không thích. Giống như giờ, nhất là mấy cô nữ đó, đi ra ngoài mà mặt trời chói chang đó là không thích. Phải che dù lên, rồi phải đi trong râm, rồi đeo bao tay, đeo nón, gì lúc tốt đó. À, thì cũng tương tự như vậy thôi. À, ánh sáng thì mặt nó chói, thật chói. Và song song đó thì tự nhiên nó có một cái chỗ nó ít chói hơn, nó nhẹ nhàng hơn là thông thường thì chúng ta đi vào trong đó. Và khi mà chúng ta đi vào trong đó là chúng ta bắt đầu đi vào luân hồi, bước vào luân hồi. Nhưng mà đôi khi do cái nghiệp của mình nên có thể là không, cái tuần thứ nhất mình vẫn chưa đầu thai, tuần thứ hai mình chưa đầu thai, tuần thứ ba mình chưa đầu thai, vân vân. Nhưng mà rẻ nhất là cái tuần thứ bảy mình sẽ đi đầu thai, và lúc đó bây giờ nó định hình có thể là sanh vào ngạ quỷ, sanh vào súc sanh, sanh vào trời, sanh vào người, vân vân. Và thậm chí là bên mật tông thì người ta cũng có cái pháp tu thực hiện lúc bây giờ gọi là đóng cửa cái con đường lục đạo đó, để rồi giúp cái người chết đó nhận biết được cái Phật tánh của mình, để rồi do đó mà giác ngộ và đi về các cõi Phật. Thì cái đó là cái luận bên xưa của luận trước, chứ không, trong những luận này thì không có nói gì về vấn đề mà sáu cửa từ đầu tới chân đến chân, chỉ nói vấn đề kia thôi. Mà khi vì lại đi đầu thai thì nó thường thường theo theo bên mật tông á, thì đều quan điểm rằng là các thức đều thoát ra từ nơi tâm, nơi tim. Vì cái thức đi ra khỏi cơ thể. Từ trên đầu tức là cái năng lượng dương, và ở bên dưới là năng lượng âm. Hai năng lượng này mới là từ trên đi xuống và từ dưới đi lên, và hòa nhau ở lại ở cái chỗ cái luân xa tim, và tập hợp lại gọi là một cái cũng như cái năng lượng giác ngộ. Nhưng mà chúng sanh thì lại không chấp nhận hay là không nhận biết cái năng lượng giác ngộ. Và vì vậy nên tiếp tục luôn hỏi. Phải không? Thì chúng tôi trình bày luôn như vậy. Mà quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể đọc trong những cái kinh gọi là luận gọi là Tu Mất Thân. Ba Đô dịch tiếng Việt cũng nhiều rồi. Của Ngài Sô Gia Đô Chê đó. Tử Tư Tây Tạng.
cái bài tập trong đó thì sẽ tìm hiểu rõ hơn. Trong đó được trình bày rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Còn như nào? Cái anh cũng nhớ cái tay thôi. Con còn hỏi được không thầy? Con cũng thắc mắc chứ. Thầy nói là như 7 ngày là thân chung lắm sẽ đi đầu thai. Chị sao con nghe nói có nhiều cái dông mà cả trăm năm cũng không chịu đi đầu thai là sao vậy? Dạ. Thứ nhất là thầy chưa gặp. Dạ. Thứ hai là cái điều này nó rất là không có nhân quả. Không có nhân quả. Vì trên thực tế thì khi một vị họ trải qua những cái quá trình trung ấm thì cái thần thức nó rất là khủng hoảng, rất là sợ hãi và nó quên cái quá khứ giống như chúng ta vậy. Ai trong quý vị đây nhớ đời trước mình là gì? Đàn ông, đàn bà, con gà, con ngỗng hay là người con trời? Chúng ta không nhớ. Rồi khi mà sanh ra một cái đó, mình cũng lại thêm một sốc thứ hai. Mình ra khỏi cái bào thai của người mẹ là cái sốc lớn, nên mình quên, không nhiều là mình quên hết. Do đó mình cũng không, thậm chí là mình không nhớ lúc mình trong bào thai cảm giác như thế nào nữa. Không nhớ. Vì nó trải qua cái sốc như vậy là chúng ta quên. Thì cái mà gọi là 100 năm đó thật sự không phải là cái người còn sống đó. Họ thành cái vong, mà đó là một cái dạng chúng sanh khác rồi. Mà chúng sanh này là cái chúng sanh mà không có cái thân cứng, mà tứ đại nó không có đầy đủ hết. Vậy thôi à. Mà mỗi một chúng sanh nó có những cái thọ mạng khác nhau. Giống như con người thì chúng ta có thể nói là 100 năm. Nhưng mà con ruồi thì bao nhiêu, một tuần không? Một tuần 10 ngày gì đó. Con ai khác, đi gần thì một ngày thôi. Cho nên là mỗi chúng sanh nó có thọ mạng khác nhau. Nên cái chúng sanh mà thuộc dạng nó gọi là geister đó nè, hoặc là bên mình gọi gì, ma đây là gì? Quý vị nghĩ ma là cái gì vậy? Trong sáu đường, ngạ quỷ còn gì nữa không? Phần đông là nó thuộc về ngạ quỷ. Còn mà ma mà có phước báo nhiều nó thuộc về thiên ma. Thiên ma hay là tử ma này nọ thì phước báo nhiều hơn ngạ quỷ chút. Quý vị đừng có nghĩ là ngạ quỷ là chỉ có một cái anh mà cái cổ nhỏ, cái bụng to, chạy vòng vòng. Không phải. Đó là chỉ là một trong rất nhiều cái hình tướng của ngạ quỷ. Cái ma mà mình thường nói, cái người Việt mình thường nói đó là trong cái nhóm ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ là đời sống rất là dài, rất là dài, rất là đau khổ. Mà cái điều này á, cái người ngạ quỷ đó thật sự nó không nhớ được đời sống nào. Nó chỉ có những cái gì do nhân duyên mà nó thấy những chúng sanh có thể là quen, thân quen thôi. Giống như mình vậy thôi. Tự nhiên mình đi ngang một người nó ốm, nó quen quá. Nhưng mà người này mình chưa từng gặp qua trong đời này. Nhưng mà do nhân duyên đời trước mà chúng ta còn lưu giữ lại ấn tượng đối với cái người đó. Chứ không phải là cái người sống đó nó thành cái ma đó rồi. Ma đó nó nhớ là cái đời trước đó, nó không phải như vậy. Ngạ quỷ nó không có cái thần thông. Khi mà còn là thân trung ấm đó, thì có thần thông. Trong 49 ngày đó, thì cái thân trung ấm này nó có thần thông. Nó có thần thông. Nhưng mà nó chỉ có được 5 thông thôi. Nó chỉ nhớ được 5 thông, chứ nó không có được cái lậu thần thông. Và vì không có lậu thần thông nên nó cũng không có biết cái sự liên hệ thực tế giữa các chúng sanh với nhau nữa. Nên khi chúng ta nghĩ rằng là cha mình, mẹ mình, người ta chứ thân chúng ấm lúc bây giờ họ cũng không có còn biết là người đó là con mình. Vì nó đã qua cái đầu thai, thân
sự cái thông trung ấm là cũng là một cái quá trình đầu thai, nhưng mà cái đầu thai cái trạng này gọi là thông trung ấm thì nó quá ngắn, nó quá mơ hồ, cho nên tạm gọi là thông trung ấm thôi. Và nó chỉ có thể là một tuần, hai tuần, ba tuần, tới bảy tuần, chứ không có thông. Mà cái mà mình thấy ồ cha mình về báo mộng, mẹ mình về báo mộng này nọ vân vân, 99.9% đều là tưởng tượng của mình hết. Mà quý vị đừng có nghĩ tưởng cái tưởng của mình nữa, nó mạnh chứ không phải nó không mạnh, tùy theo cái phước báu của mỗi người. Có người tưởng ma đi ở trên đây rồi tất cả mọi người chúng ta đây đều nghe tiếng sọt 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 đi đó. Vì do phước báu của cái người đó mà khi họ tưởng cái đó thì xuất hiện và để tất cả những người khác đều cảm nhận. Tưởng là một cái năng lực rất là, nó là rất là mạnh. Thần thông do đâu mà sanh? Thần thông cũng tu từ cái tưởng này mà ra. Mà nhất là thời đại chúng ta bây giờ thì cái năng lực, những cái năng lực mà mình tạm gọi là thần thông này đó, nó ít hơn ngày xưa, cho nên mình không có nhận biết nhiều. Vì chúng ta bị chi phối bởi cái sắc pháp này quá quá lớn, quá nặng, cũng như là bị cái hiểu biết về khoa học nó ngăn trở chúng ta để tiếp cận nhiều hơn với cái tâm linh, cho nên chúng ta không có nhận biết được những cái năng lực mà nó vượt qua mãi cái sự mà đo lường được của khoa học. Chứ trên thực tế cái khoa học nó rất là hạn hẹp, rất là giới hạn, trong khi cái tâm linh của chúng ta nó lớn hơn nhiều và nó rất là rộng. Nhưng mà chúng ta lại có cái hướng, có cái hướng là đem những cái mà mình không hiểu biết mình đem vô, mình áp đặt lên nó những cái mà mình hiểu biết rồi làm cho nó rối tung lên hết. Giống như là mình thấy cái gì mặt trời hả, mỗi ngày mặt trời chiếu vậy, cái mình nói có ông trời, ông gì, ông thân thân mặt trời, ông mặt thân mặt trời ông quản lý. Tới giờ cao chém mặt trời lên, hết giờ cái mặt trời xuống thế này, thì đó cũng là một cái hình thức là áp đặt cái thói quen của mình, cái nhận biết của mình lên trên cái pháp tự nhiên mà thôi. Chứ anh yên tâm, không có cái vong nào mà cái ma mà thật sự của cái người sống. Đây là nó có cái đo vong đó hay là có cái hình thức chúng sanh đó, nhưng mà cái chúng sanh này không phải là cái người sống. Nói vậy cũng đúng. À, vì nó không phải, thì quý vị nghĩ là thầy là phủ định cái sự tồn tại của một cái continuum, của một cái diễn tiếp. Cái vong này vẫn là cái quả, vẫn là cái quả của cái người sống đó, nhưng mà không phải là cái người sống đó nữa. Và tất cả những hiểu biết, cảm nhận gì của người sống đó không tồn tại ở trong cái vong này. Giống như là bây giờ cứ nghĩ về mình đi, chúng ta là cái quả của một cái đời sống trước đây, và chúng ta không có nhận biết được cha mẹ đời trước của mình là ai, chúng ta không có tình cảm đối với cha mẹ đời trước của mình là ai, thậm chí là bây giờ cha mẹ mình đời trước đã sanh trở lại rồi và đang làm cái thù của mình, thì mình không nhận biết. Nó tương tự như vậy. Nhưng mà vì mình xác thực với nhau nên mình dễ nhận biết hơn, còn cái hy vọng dễ cảm thấy mơ hồ hơn. Từ cái mà mình không rào mó được thì nó cứ mình giống như dạ, chắc là thành một ăn nho cái táo á. Thật sự thì không có vong nào mà không đi đầu thai sau bảy tuần, chuyện này không có xảy ra. Nó là định luật, giống như là sau khi hết mưa thì trời phải nắng vậy thôi. Chứ không có một cái vong nào mà sau bảy tuần không đi đầu thai. Dạ, tất cả đều đi đầu thai.
Nhưng mà đi đầu thai thì có thể sanh vô làm ngạ quỷ, thì đó tức là cái dạng mà ma quỷ cái gì đó chúng ta quen biết đó, không quen biết nữa. Nhưng mà quý vị phải nhớ như vậy nè, một trong những cái định luật đó, hay là những cái vấn đề là tự nhiên đó, âm luôn luôn sợ dương, mặt bóng tối luôn luôn tránh mặt trời. Thành ra đó, không có ma quỷ nào đó mà có thể hãm hại được người sống, trừ phi mình chấp nhận cho người ta hãm hại. Ở Tiên Giác á, hồi thầy còn ở Tiên Giác có một chị đó, chị cũng không có bình thường đó. Chị đến cái bàn thờ, tức là trước đó chị bình thường, trước đó chị cũng bình thường, nhưng mà không bình thường đây tức là trong cái suy nghĩ của chị. Chị đến cái bàn thờ, tự nhiên người ta chỉ nghe kể về cái đứa bé đó nó chết rồi, nó tự tử nó chết rồi, cha mẹ nó không hiểu nó cái gì đó. Cái chị đứng đó chị nói thôi bây giờ là cô cho cháu mượn thân thể của cô nè để cháu có thể tâm sự gì đó cha mẹ. Thế là cái vong này nó nhập cô thôi, nhập cô thôi mà chưa chắc là cái vong của đứa bé thật sự, chưa chắc là cái vong của đứa bé thật sự. Có thể là cái con nào đó nó bất chợt đi ngang qua, nó thấy cái cửa mở ra thì nhảy vô cái bụng. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều muốn có được cái thân để tồn tại. Đây là cái nhu cầu căn bản, nhu cầu tồn tại, giống như hôm qua thầy nói rồi đó, là dục hưởng. Và khi nó nhảy vô thì nó biết được cái niệm của cái người đó. Nếu mà mình bây giờ mình không có thể hiện giống như là cái người này nghĩ, thì cái người này họ có thể họ đóng cửa và đẩy mình ra lại, thì nó còn mới con nè, nên nó bắt đầu nó thể hiện giống như là nó là đứa bé đó, thể hiện giống như là đứa bé đó. Rồi đến khi mà nó quen được cơ thể rồi, nó bắt đầu nó giống như là chủ được cơ thể đó, thì lúc bây giờ nó hoạt động theo kiểu nó thôi, nó không cần nữa, không cần theo kiểu kia nữa. Chứ giống như hồi nãy thầy nói vậy đó, thật sự nếu mà ngay cả cái vong của đứa bé đó nó nhảy vô, nó cũng không nhận biết là nó nữa, vì cái ký ức, cái hiểu biết của nó về cái thân trước đó nó không còn, nó chỉ còn là cái quả của cái đời trước nó tạo ra. Nhưng mà nó vẫn giả bộ là nó để nó ở được trong cái nhà đó thôi, nó dụ vậy đó. Thì quý vị muốn đặt đó là ông trai bé chủ gì cũng được, ông trai, nhưng mà nó không phải là gì, mình tự động mình mở cửa mà người ta vô. Tất cả các chúng sanh mà tâm là sợ dương vậy thôi à, từ khi mà mình chấp nhận cho họ chiếm đoạt cơ thể này hoặc là cho họ phá hoại, không có một cái chúng sanh nào mà phước báo kém hơn một cái chúng sanh, mà phước báo nhiều hơn mà có thể lớn áp chúng sanh phước báo nhiều hơn. Điều này là cái điều không hợp lý và không nhân quả. Oan gia trái chủ thầy không tin, thầy không có tin oan gia trái chủ gì đâu, thầy tin oan gia trái chủ này thiếu tiền thiếu nợ của ai đó, nó đến là đòi mình, đó là oan gia trái chủ thật sự đó. Hoặc là mình hứa hẹn chị ơi tôi mượn có chị 10.000, tôi sẽ trả trong vòng 2 tháng, mà lúc đó 2 tháng qua rồi không trả, người đó đến tìm mình đó, đúng là bao nhiêu là đánh thủ đó. Vâng, thôi chúng ta cũng dừng ở đây để quý vị nghỉ chút xíu. Thank you.
Abana Yezor.